Sau 28 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt bước tiến dài trong quan hệ song phương. Việc nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện là một bước tiến quan trọng đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng, thực chất, toàn diện, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới. Tháng 2 năm 1994, Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton thông báo quyết định bãi bỏ lệnh cấm vận thương mại với Việt Nam. Tháng 7 năm 1995, hai nước chính thức bình thường hóa quan hệ. Sau khi bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, năm Tổng thống Hoa Kỳ đều đã thăm Việt Nam. Tháng 9 năm 2023, hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Sau gần 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt là kể từ khi Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam-Hoa Kỳ có hiệu lực vào tháng 1 năm 2001, trao đổi thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ đã tăng mạnh, kim ngạch thương mại song phương đã tăng gần 300 lần, đưa Hoa Kỳ trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Hoa Kỳ cũng là nhà đầu tư hàng đầu của Việt Nam, hiện đứng thứ 11 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 1.286 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn là 11.787 tỷ đô la Mỹ. Hoa Kỳ cũng là một trong những điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư Việt Nam trong những năm gần đây. Giao lưu nhân dân đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp to lớn, tạo nền tảng xã hội thuận lợi và rộng rãi, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Mỗi năm, gần 750.000 người Hoa Kỳ đến Việt Nam du lịch. Số du học sinh Việt Nam hiện đang học tập tại Mỹ là 30.000 người ở tất cả các cấp học. Việt Nam Hoa Kỳ đang duy trì đà phát triển tích cực nhờ nền tảng đã được hai bên xây dựng vun đắp trong 28 năm qua trong tất cả các lĩnh vực trên cả bình diện song phương, khu vực và quốc tế, trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau. Hai nước đang vượt qua những rào cản, gác lại quá khứ và hướng tới tương lai để quan hệ song phương Việt Nam Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ và đúng hướng. Trong năm 2023, Việt Nam Hoa Kỳ đã chứng kiến một bước quan trọng, đó là việc nâng mức quan hệ từ đối tác toàn diện lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện. Và để nhìn lại một năm đặc biệt này, hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng đến thăm trung tâm Hoa Kỳ tại Hà Nội để trò chuyện với một vị khách đặc biệt là Mark Nutter, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Chào mừng tới trung tâm Hoa Kỳ. Xin chào đại sứ, ông có khỏe không ạ? Tôi rất ổn, còn bạn thì sao? Tôi cũng vậy. Thật tuyệt vời, đây không phải là lần đầu tiên mà tôi tới trung tâm Hoa Kỳ. Nhưng có thể nói là mỗi lần tới thăm nơi này lại đem lại cảm giác rất khác lạ với tôi. Đại sứ có thể giới thiệu đôi nét về trung tâm Hoa Kỳ, cũng như những hoạt động tiếp tân ngoại giao và hoạt động dành cho công chúng thường diễn ra tại đây không ạ? Chúng tôi có rất nhiều sách, như bạn có thể thấy ở đây. Chúng tôi cũng có một số sách tham khảo liên quan đến các kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học Mỹ. Và đây thực sự là nguồn tài liệu quý dành cho những bạn trẻ đến tìm hiểu thêm về Hoa Kỳ và cách đăng ký cũng như quá trình học tập tại các trường đại học của Hoa Kỳ. Đây là một nguồn tài nguyên đối với tất cả mọi người. Chúng tôi cũng luôn có các chương trình về các chủ đề liên quan tới văn hóa Mỹ hay các nội dung về khoa học, STEM, kỹ thuật, chế tạo máy, toán học. Đây là một nơi rất thú vị và tôi hy vọng độc giả cảm thấy được chào đón khi tới sử dụng các nguồn tài nguyên này. Vâng, thưa đại sứ, như ông vừa nhắc đến thì thư viện này là một trong những ví dụ sinh động nhất về hợp tác văn hóa giáo dục giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, hợp tác đổi mới giáo dục đại học. Đặc biệt là lĩnh vực STEM đang là một trong những hoạt động được chính phủ Hoa Kỳ chú trọng nhằm thúc đẩy mục tiêu chung với Việt Nam là trang bị cho sinh viên hành trang để thành công trong nền kinh tế toàn cầu ngày nay. Xin đại sứ cho biết là những thành tựu hợp tác trong lĩnh vực này thời gian qua và phương hướng trong tương lai không ạ? Tôi nghĩ nếu bạn nhìn vào bộ sưu tập sách và tạp chí liên quan đến khoa học và kỹ thuật, bạn sẽ thấy sự ưu tiên vào lĩnh vực STEM để đảm bảo rằng các độc giả trẻ có thể tiếp cận và tìm hiểu thêm về lĩnh vực này qua các tài nguyên ở đây. Bởi vì chúng tôi nhận ra rằng điều quan trọng đối với giới trẻ ngày nay
là lĩnh hội những kiến thức đó. Tất nhiên, các bạn trẻ vốn đã rất giỏi toán và khoa học, nhưng chúng tôi đánh giá cao khi họ đến đây. Vâng, đại sứ đã có một năm vô cùng bận rộn, và tôi cũng vừa giới thiệu với các khán giả của mình rằng năm nay là một năm nhiều dấu ấn với quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Và hôm nay thì chúng tôi hy vọng được nghe đại sứ chia sẻ nhiều hơn về điều tuyệt vời này trong chương trình Một Thế Giới Kết Nối. Chúng ta có thể bắt đầu được chứ ạ? Năm 2023 chứng kiến cột mốc tuyệt vời trong quan hệ đối tác Việt Nam và Hoa Kỳ. Đó là việc hai nước chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Vậy xin đại sứ chia sẻ đôi chút về cảm nhận trong cột mốc quan hệ mới giữa hai nước chúng ta. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn và các khán giả xem truyền hình. Thật tuyệt khi được gặp lại. Năm vừa qua là một năm ngoạn mục đối với mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Chúng tôi đã khởi động các hoạt động từ tháng 1 với mong muốn kỷ niệm 10 năm mối quan hệ đối tác toàn diện mà hai nước đã thiết lập năm 2013. Trong suốt năm qua, chúng tôi đã đón một số vị khách cấp cao đến từ Washington. 1/4 số thành viên trong nội các của Tổng thống Biden đã đến thăm Việt Nam trong năm nay, trong đó có Ngoại trưởng Blinken. Chúng tôi cũng đã tiếp đón các thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ. Tôi nghĩ tất cả những chuyến thăm này phản ánh sự coi trọng của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Nhưng sự kiện lớn nhất trong năm đối với chúng tôi tất nhiên là chuyến thăm của Tổng thống Biden vào tháng 9. Và sau đó là việc hai nước nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Đây thực sự là một cơ hội tuyệt vời để tổng kết tất cả những gì hai quốc gia chúng ta đã đạt được trong nhiều năm qua. Nhưng cũng là cơ hội để cho thế giới thấy một cách công khai và rõ ràng những hy vọng, ước mơ và nỗ lực chung của Hoa Kỳ và Việt Nam trong tương lai. Việc nâng cấp quan hệ là cột mốc lớn, nhưng công việc của chúng ta vẫn chưa hoàn thành. Tôi nghĩ trên thực tế, công việc của chúng ta bây giờ chỉ mới bắt đầu. Chúng ta có trách nhiệm hiện thực hóa, cụ thể hóa những thỏa thuận đã đạt được vào tháng 9, và tôi nghĩ chúng tôi đã sẵn sàng để làm điều đó. Trong tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tăng trưởng kinh tế bao trùm dựa trên đổi mới sáng tạo, đóng vai trò nền tảng cốt lõi là động lực quan trọng của quan hệ song phương. Hoa Kỳ hiện có và sắp có những hoạt động gì để hiện thực hóa điều này ạ? Tôi cho rằng một trong những điểm nổi bật của chuyến thăm, một trong những kết quả chính là cam kết của Hoa Kỳ trong việc hợp tác với Việt Nam để phát triển một nền kinh tế dựa vào đổi mới sáng tạo với trọng tâm là chất bán dẫn. Đây là lĩnh vực mà Hoa Kỳ hoàn toàn cam kết hợp tác với Việt Nam để tạo ra hệ sinh thái. Hệ sinh thái bán dẫn ở đây đang thúc đẩy đầu tư của Hoa Kỳ vào sản xuất, tận dụng nền tảng vốn đã rất vững chắc của Việt Nam trong những lĩnh vực như lắp ráp, thử nghiệm, đóng gói, nhưng dựa vào đó xây dựng nền tảng sản xuất ở cấp độ cao hơn vào những lĩnh vực như thiết kế, nghiên cứu và phát triển. Đó là một lĩnh vực mà các công ty Mỹ đầu tư vào Việt Nam, nhưng công việc đó cũng bao gồm việc phát triển lực lượng lao động cần thiết để có thể làm việc trong các nhà máy sản xuất. Chúng tôi hợp tác rất chặt chẽ với Việt Nam trong nỗ lực nâng cao chuỗi giá trị, tạo ra sự thịnh vượng hơn và tạo ra lực lượng lao động công nghệ cao cần thiết cho công việc quan trọng này. Thưa đại sứ, Việt Nam rất đặc biệt với ông và gia đình bởi vì rất nhiều mối duyên nợ. Ông cảm nhận được những sự thay đổi nào cả về lượng và chất trong mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ qua từng vai trò, từng cương vị đó? Tôi đã ở Việt Nam từ năm 2004 đến năm 2007, nhưng phạm vi hợp tác khá hạn hẹp ở thời điểm cách đây 20 năm. Ngày nay, phạm vi hợp tác đã lớn hơn rất nhiều và bao trùm hầu hết ở mọi lĩnh vực. Chúng tôi cũng hy vọng rằng những cánh cửa hợp tác đã mở sẽ còn mở rộng hơn nữa. Tôi cho rằng, trong năm tới, chúng ta sẽ có rất nhiều việc cần phải làm để hiện thực hóa tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ. Đó là trách nhiệm của chúng ta với cả hai dân tộc, với người dân Việt Nam và người dân Hoa Kỳ. Những người đang kỳ vọng rất nhiều ở chúng ta, và cũng chính họ là những người mong đợi rất nhiều vào mối quan hệ này, cũng như mong muốn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ thành công.
Vâng, thưa đại sứ, hồi tháng 9, ông đã cùng với các thành viên trong đoàn công tác của Đại sứ quán Mỹ đã về thăm quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông có thể chia sẻ những cảm xúc của mình khi đó, cũng như những mong muốn của ông về việc tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của mối quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ. Khi nói về chuyến thăm của Tổng thống Biden tới những người bạn Việt Nam, chúng ta có lẽ đã nghe rất nhiều về bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Tổng thống Harry Truman năm 1946, bày tỏ mong muốn về tình hữu nghị cũng như mong muốn hợp tác đầy đủ giữa hai nước. Theo nhiều khía cạnh, tôi nghĩ việc nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện là sự hoàn thành tầm nhìn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có vào năm 1946 về mối quan hệ mà hai nước chúng ta có thể thiết lập. Vì vậy, tôi nghĩ việc đến thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh rất có ý nghĩa đối với tôi để suy ngẫm về hành trình mà hai nước chúng ta đã đi. Chuyến đi thăm Làng Sen thực sự là một cơ hội rất ý nghĩa. Kể từ năm 2001, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ đã tài trợ cho Việt Nam 16 dự án với tổng giá trị lên đến hơn 1,2 triệu đô la Mỹ, góp phần bảo tồn nền di sản văn hóa đa dạng và độc đáo của Việt Nam, trong đó có các di sản Mộc Bản, Triều Nguyễn. Bảo tồn di sản văn hóa có ý nghĩa như thế nào với hợp tác giữa hai nước ạ? Đó là một câu hỏi rất hay, cảm ơn bạn. Tôi nghĩ điều quan trọng đối với các quốc gia là đảm bảo rằng có thể bảo tồn di sản của mình, bởi vì di sản văn hóa ở Việt Nam là di sản chung của nhân loại, và Hoa Kỳ có thể đóng một vai trò nhỏ trong việc giúp bảo tồn văn hóa Việt Nam. Đó là kho báu được cả thế giới chia sẻ và hưởng thụ. Tôi đã có dịp đến thăm Trung tâm Lưu trữ Quốc gia ở Đà Lạt, nơi diễn ra dự án phục hồi các bản mộc bản này. Và tôi đã được xem những tấm mộc bản mô tả những chuyến thăm đầu tiên của người Mỹ đến Việt Nam. Đó là bằng chứng đầu tiên ghi nhận du khách Mỹ tới đây. Tôi nghĩ nỗ lực chung nhằm bảo tồn di sản văn hóa có ý nghĩa của Việt Nam, dù là di sản vật thể hay phi vật thể, rất có ý nghĩa và quan trọng đối với Hoa Kỳ. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng và giúp đỡ. Vậy thì ông đang có những dự định gì để có thể tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới? Chúng tôi có rất nhiều kế hoạch, đặc biệt là trong lĩnh vực như giáo dục chẳng hạn. Chúng tôi rất hài lòng khi số lượng lớn sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ hiện nay là 30.000. Nhưng nếu tính cả số thanh niên Việt Nam tham gia các chương trình như lưu trú cùng người bản xứ, chạy hè, giáo dục trực tuyến, thì con số đó lên tới 300.000. Mỗi năm có 300.000 người Việt Nam có sự kết nối hoặc tiếp xúc nào đó với chương trình giáo dục của Hoa Kỳ. Điều này thực sự có ý nghĩa. Vì vậy, mục tiêu của tôi là tìm ra cách để chúng ta có thể tăng số lượng chương trình mà sinh viên Việt Nam có thể tiếp cận, dù trực tiếp hay trực tuyến. Nhưng tôi cũng muốn tìm ra cách thu hút nhiều thanh niên Mỹ đến đây để học hay dạy tiếng Anh, để đẩy nhanh và củng cố quá trình xây dựng cầu nối, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, cần có những người trẻ tham gia từ cả hai phía. Vâng ạ, giờ thì tôi muốn hỏi đại sứ một vài câu hỏi mang tính chất cá nhân. Trong năm vừa qua, hẳn đại sứ đã được đi nhiều nơi thưởng thức nhiều món ăn đặc trưng của Việt Nam. Vậy thì có địa danh nào hay món ăn nào làm ông ấn tượng hay không ạ? Cách đây không lâu, tôi có cơ hội đến thăm Cao Bằng, một vùng đất vô cùng đẹp. Tôi luôn thích thử những món ăn khác nhau ở tất cả những địa điểm mới mà tôi ghé thăm. Nhưng tôi phải nói rằng có thể khán giả Cao Bằng sẽ không hài lòng với tôi, chỉ là tôi không thể ăn bánh trứng kiến. Vâng, thực sự là không phải ai cũng có thể quen với những món ăn đặc sản đó. Nhưng mà tôi nghĩ là chuyến thăm Cao Bằng của ông hẳn cũng là một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ. Nhân dịp năm mới, đại sứ có muốn gửi lời chúc tới người dân Việt Nam cũng như các khán giả của đài truyền hình VTC không ạ? Tất nhiên, tôi xin chúc khán giả VTC và toàn thể người dân Việt Nam một năm mới an lành, thành công và thịnh vượng. Cảm ơn ông rất nhiều về lời chúc này và tôi cũng xin chúc ông mạnh khỏe, thành công trong nhiệm kỳ của mình và các kế hoạch trong tương lai. Và đặc biệt, tôi mong muốn quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thành công hơn nữa trong tương lai ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều và cảm ơn VTC1 đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Vâng, rất cảm ơn ông.
Hoa Kỳ đặc biệt ở chỗ lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam nâng cấp quan hệ đối tác với một quốc gia từ mức đối tác toàn diện lên thẳng mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện, bỏ qua mức đối tác chiến lược. Và hy vọng rằng sau cuộc gặp lịch sử đầy ý nghĩa này, trong thời gian tới chúng ta sẽ được thấy thêm nhiều hơn nữa những hiệu quả hợp tác giữa hai nước. Và tại đây chương trình Một Thế Giới Kết Nối xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.